À, ngày hôm qua chúng ta Trịnh Huy có phân tích cái khúc này rất là kỹ các anh chị, rất là kỹ ha. À, vào lúc buổi tối, à, các anh chị nào học cái chương trình Zoom buổi tối thì chúng ta đã hiểu hết quá thấm luôn, đúng rồi. Nhiều người họ nói nhà làm việc nhàn nhã thảnh thơi và kiếm rất nhiều tiền, làm gì có không có làm mà có tiền, thì đúng rồi, có ai không có làm mà có tiền, có đôi khi cũng có nhưng mà chút chút. Còn lại cái việc giàu có đó là dựa trên cái một cái thứ nhất là có mục tiêu rõ ràng, cái thứ hai đó là có một cái kế hoạch tiến tới nó mỗi ngày, đúng không ạ, bằng cả sự khôn ngoan cả trí tuệ. À, chứ không phải là nó là cái sự ngẫu nhiên, đúng không ạ. Và chúng ta hiểu làm việc nhàn nhã thảnh thơi có nghĩa là khi các anh chị hiểu được những cái quy luật của vũ trụ. À, chúng ta hiểu được quy luật của vũ trụ thì chúng ta cứ làm đúng theo những cái quy luật của vũ trụ rất là nhẹ nhàng và tin tưởng vào cái khả năng của mình cũng như là tin tưởng vào những cái quy luật của vũ trụ thì chúng ta sẽ có được cái điều mà mình muốn dễ dàng hơn. Và chúng ta sẽ đi qua hết tất cả các cái phần mà Phương, các anh chị có thể lấy bút rồi nốt lại ha. Lấy bút xanh, bút đỏ, bút vàng rồi chúng ta tô, chúng ta bôi, chúng ta nốt lại để khi các anh chị ứng dụng á, các anh chị đọc á, các anh chị biết là cái chỗ nào chúng ta cần lưu ý và chúng ta có thể ứng dụng được. Ở khi đó ví dụ như lúc nào mà mình cần á các anh chị, cái nói là à, hình như cái khúc này là mấy hôm là Phương hay chỉ ra cái khúc này nè, mình đang rơi vào cái tình trạng này, thế mình dỡ ra cái trang đó và mình khỏi phải đi mò tìm và mình chạy luôn tới cái chỗ đó, đúng không ạ? Và mình mở ra, ồ cái chỗ này mình làm như thế này nè, được không các anh chị ơi? Đây là cái việc mà các anh chị đọc sách đó, các anh chị để bút xanh, bút đỏ, bút vàng, nó rất là khi mà cầm vô cuốn sách là chứng tỏ rằng mình đã chạm vào nó rồi ha. Chúng ta ứng dụng rồi. Vậy thì trong cái chỗ này, cái trang đầu tiên, trang 135 đó các anh chị. Và trong 135 thì người ta tác giả hỏi rằng ạ, nếu bạn đang gặp những cái khó khăn về tài chính và đang chỉ cố duy trì cuộc sống hàng ngày, có nghĩa là bạn đang thất bại trong cái việc sử dụng sức mạnh tiềm thức hướng tới sự dư dả và giàu có. Nghĩa nếu như anh chị nào mà chúng ta đang loay hoay về tài chính á, anh chị nào như vậy không? Đang rất chưa khỏe về tài chính, có nghĩa là trước giờ các anh chị đang chưa biết cách vận dụng sức mạnh của tiềm thức về trong cái việc mà giúp cho các anh chị có một cái cuộc sống giàu có. Từ khi Phương biết tới sức mạnh tiềm thức thì cuộc đời sang trang mới mà các anh chị. Bởi vì sao? Tí nữa chúng ta phân tích tiếp ha. Và tại sao? Câu hỏi đặt ra là gì ạ? Tại sao có những người chỉ làm vài giờ một tuần nhưng kiếm được rất nhiều tiền, nhưng có nhiều người là sao ạ, làm mười mấy tiếng đồng hồ mỗi ngày mà cũng không kiếm được bao nhiêu tiền cả. Như Phương đi nhầm chương hả? Sorry, nghĩ đã đọc chương 8 rồi Phương chạy tới tiết chương 9 luôn, không biết tiềm thức đang nhắc cái điều gì đây. Đang nhắc là mình phải tiến lên phía trước. Ok. Chương 8, sorry. Miệng thì nói chương 8 mà tay thì lật qua chương 9 các anh chị. Ok. À, rất là cảm ơn tất cả các anh chị đã nhắc nhở Phương quay trở lại vị trí hiện tại. Ok các anh chị. Rồi, chúng ta đang đang đi tới cái chương 8. À, vậy thì để làm sao chúng ta đạt được toàn bộ những cái kết quả mà mình mong muốn nhờ vào sự hưởng ứng của sức mạnh tiềm thức. Và ở trong cái phần này thì ông Joseph Murphy ông nói là không phải lúc nào lời cầu nguyện cũng trở thành sự thật. Bởi vì sao các anh chị biết không ạ? Vì nó đúng với người này mà không đúng với người kia. Không phải lúc nào lời cầu nguyện cũng trở thành sự thật đâu các anh chị. Các anh chị biết lý do tại sao không ạ? Đúng rồi. Yes. Đó là do thiếu niềm tin.
do sự thiếu sự hiểu biết thấu đáo và do cố gắng quá sức các anh chị. Có nhiều anh chị như thế này nè, sao chị ứng dụng mãi mà chưa thấy có kết quả vậy? Là biết ngay chị đó, lúc đó thứ nhất không có niềm tin, cái thứ hai cố gắng quá sức. Chỉ có hai trường hợp đó thôi, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Và hãy nhớ rằng mỗi khi tiềm thức chấp nhận một ý niệm, nó sẽ bắt đầu thực hiện ý niệm đó ngay lập tức. Nó vận dụng tất cả nguồn sức mạnh của mình, huy động tất cả mọi quy luật trí tuệ, tinh thần, tầng sâu, sâu thẳm bên trong tâm thức của bạn vì một mục đích đó. Như thế này nè các anh chị. Ngày xưa khi mà Phương với Thoa, đúng không ạ? Khi mà Phương với Thoa là đang làm ngoài trung tâm tiếng Anh. Thế bắt đầu khi mà học cái chương trình 60 ngày á, là bắt đầu đã có nắm được những cái dòng chảy của cái dòng chảy của kinh tế rồi. Là mình thấy chắc là mình phải cần có cái sự chuyển đổi thôi. Tại vì mình làm cố gắng quá. Mình làm cố gắng quá nhiều thời gian, quá nhiều công sức, và thậm chí không có giúp được cho bao nhiêu người cả. Nhưng mà mình cũng không có giúp được cho chính mình và gia đình của mình luôn. Thế khi mà đi học cái chương trình 60 ngày, Chủ tịch Trịnh Huy phân tích rất là nhiều những cái xu hướng phát triển của kinh tế thế giới. Và lúc đó là trong đầu Phương là nó nhảy số ngay các anh chị, nhảy số ngay luôn. Là ngồi tính toán liền, ngồi xuống, vạch ra hiện tại công việc mình như thế nào, mục đích của mình, mục tiêu của mình như thế nào, và nếu như mình tiếp tục làm công việc này như thế nào, thì kết quả sau này nó cũng sẽ ra kết quả như thế nào. Và mình thấy cái việc là mình kiếm được nhiều tiền trong cái lĩnh vực mình đang làm, nó chưa dễ quá. Thực sự chưa dễ. 3 năm trời mà làm cực lực từ sáng cho tới tối, mà tháng vẫn kiếm chỉ mỗi 10 triệu thôi lợi nhuận. Trong khi mình biết tới tiềm thức thì mình mơ ước cao to hơn. Mình mơ ước cao to hơn là tháng phải kiếm ít nhất cũng vài trăm triệu một tháng. Tại vì mình thấy nhiều người làm được, thế mình cũng mơ ước. Thế mình nói để mà mình làm được kiếm được cái số tiền này, thì cái công việc hiện tại của mình nó có vẻ hơi ảo tưởng một tí. Tại vì không có cái chiến lược nào cho các anh chị. Không có cái chiến lược nào để mà mình đạt cái điều mình muốn cả. Cái lúc đó các anh chị, lúc đó là Phương ra quyết định là chuyển đổi. Cái lúc đầu cái Thoa nói với Phương là nhưng mà em vẫn thích làm bên giáo dục thôi. Em thích là đi kinh doanh mà đi bán sản phẩm rồi này kia đâu. Tại vì em đã từng làm rồi và nó không hiệu quả. Mà Phương cũng không có làm, chưa bao giờ làm mấy cái mà đi kinh doanh mà đi bán sản phẩm cả, chưa làm trước đó. Mặc dù cũng biết nhưng mà dạy gì không có cái kiến thức đó các anh chị, không dám làm, chưa làm. Thế là cứ ra quyết định là sao? Đó, mình ra quyết định nè, lúc này ra quyết định nè. Vậy thì mình sẽ lựa chọn một cái công việc nào đó mà nó sẽ giúp cho mình, nó thiên về giáo dục để giúp cho mình gia tăng cái trí tuệ. Đó là cái đầu tiên, đúng không ạ? Không biết làm cách nào cả thì cứ ra quyết định trước đã. Lúc đó thì sao ạ? Lúc đó thì tất nhiên là bên trong mình vẫn có cái tiếng nói nhỏ chứ. Khi mà mình ra quyết định đó, mình đâu có biết cái định hướng gì đâu các anh chị. Đấy, thì lúc đó các anh chị, đó là cái lúc mà các anh chị ra quyết định nè, và các anh chị có tin hay không nè. Và đây là cái sự dẫn dắt của vũ trụ nè các anh chị. Và các anh chị biết là thứ nhất là tính chất là cái công việc nè, nó phải liên quan tới cái giáo dục, bởi vì đây là cái niềm đam mê của hai chị em, đúng không? Đầu tiên, sao các anh chị biết không? Ngày xưa Phương á là làm ở trung tâm tiếng Anh á, Phương rất là khao khát để mở ra một cái thư viện sách. Các anh chị nào giống Phương không? Phương rất là khao khát để mở ra một cái thư viện sách miễn phí cho tất cả những cái người dân ở huyện và những cái trẻ em ở huyện tới đọc. Rất là thích cái điều đó.
Và có những cái lần mà Phương cố gắng để mà Phương lên trên 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 thành phố các anh chị. Phương có kết nối được với những cái anh chị mà họ cũng đam mê sách đó. Và họ cũng có ý tưởng là họ mở ra những cái thư viện sách. Thế trong đầu của Phương là có ý tưởng như thế này, Phương có trung tâm của Phương có 4 tầng. Thì Phương sẽ trang trí một cái tầng ở phía dưới và Phương sẽ đi gom những cái sách sách cũ và Phương tạo ra một cái thư viện sách để mà tất cả những cái học sinh ở đó họ tới đó họ đọc và những cái người dân xung quanh đó họ tới đọc miễn phí luôn. Đó là cái khao khát của Phương. Và các anh chị để làm được cái việc này nó đâu có dễ. Thực sự đối với Phương lúc đó không dễ bởi vì thứ nhất tài chính không có. Mua cái tủ sách bự bự cũng vài triệu mà đâu phải một cái tủ sách là đủ nếu mình làm một cái thư viện. Đúng không? Rồi cũng phải bỏ tiền ra mua sách, nó rất không dễ các anh chị. Đối với mình lúc đó mình đâu biết tiềm thức là cái gì, không dễ. Nhưng mà vẫn vẫn đi làm như các anh chị, vẫn cố gắng tìm mọi cách để mà mình có được cái điều mình muốn. Cái lúc đó làm bằng ý thức. Và đó là cái điều thứ hai mà Phương rất là khao khát trong cái sự nghiệp, trong công việc của mình. Cái việc thứ ba nữa các anh chị, cái việc thứ ba, ngày xưa khi mà bắt đầu dịch dịch tới đúng không ạ, là bắt đầu trung tâm đóng cửa, là bắt đầu nghĩ nghĩ tới là mình sẽ mở một trung tâm yoga. Phương là Phương khoái nhiều món lắm, tại vì Phương rất là mê cái Phương mê tập yoga. Lúc đó Phương cũng tập yoga cũng hơn 2 năm, Phương rất là thích. Và Phương có ý định rằng tại vì lúc đó trung tâm đóng cửa học sinh không đi học, thành ra Phương có ý định biến cái phòng ở phía trước nhà mình ở cái lầu 1 á sẽ mở ra một cái lớp yoga và Phương có thể dạy. Và lúc đó Phương cũng lên trên thành phố Buôn Ma Thuột đi hỏi những cái thầy cô mà dạy. Và các anh chị biết không ạ, lúc đó có một cô đó cổ nói cổ dạy Phương 2 tuần 15 ngày 40 triệu để làm giáo viên yoga. Lúc đó làm gì, trong tay có 40 triệu các anh chị. Thấy cái con số 40 triệu xong nó bự, trời ơi nó bự chà bá các anh chị. Nó bự lắm. Cái mình nói thôi, giờ lúc đó không có tiền, thiệt luôn. Trong tay đâu có tiền đâu, lúc đó lo tiền nhà chưa có đủ để trả. Tiền mấy cô giáo viên còn chưa có đủ để trả. Học sinh thì lúc đó đâu có đi học đâu. Các anh chị, xong rồi cái... Đúng rồi, nhưng mà vẫn đi tìm kiếm các anh chị nhé. Xong rồi các anh chị biết không, à chưa có học giáo viên nhưng mà sao sáng vẫn mở ra cái sáng vẫn dạy tập yoga bình thường. Thế rủ rủ mấy chị phụ huynh á, mấy cô á, mấy chị phụ huynh tới buổi sáng tập tành buổi sáng các anh chị. Nói chung á là mình đã có mục tiêu nhưng mà mình liên tục hướng tới mục tiêu mặc dù lúc đó đang làm ở ý thức. Tiếp theo đúng không, làm mọi thứ luôn các anh chị, nhiều thứ lắm. Sau đó thì bắt đầu cái khi mà bắt đầu mình có cái ý muốn là gì, trung tâm nó đóng cửa xong mình cũng nghĩ là thôi mình cũng sẽ tạo ra những cái khóa học tiếng Anh và mình sẽ bán khóa học ở trên internet. Và các anh chị biết không ạ, lúc đó chả biết gì về YouTube cả, không biết gì về YouTube cả các anh chị, và mơ ước có một cái kênh YouTube. Tại vì mình lên YouTube á mình thấy có rất là nhiều người có những cái kênh YouTube mà chia sẻ về những cái khóa học tiếng Anh. Và lúc đó Phương có mua một cái khóa học dạy làm YouTube, dạy làm video ngắn để về học để mình tập tành tạo ra cái kênh YouTube. Và Phương mơ ước rằng lúc đó các anh chị, lúc đó là có nhiều người họ cứ nói là mình rinh nút bạc về rồi YouTube của mình là trên triệu sub là được rinh nút bạc về, triệu view, triệu lượt view đó là rinh nút bạc về, ngày ngày nào cũng xem mấy cái đó các anh chị. Nôm na là như vậy. Và còn Phương còn lại thích tự do, thích đi du lịch vòng quanh thế giới, có nghĩa là thích rất nhiều thứ. Các anh chị nào có thấy cái công việc nào đáp ứng được cái này không? Thấy cũng chưa chưa dễ đúng không? Bắt đầu thấy chưa dễ nhưng mà các anh chị biết mà, khi mà mình bên trong mình đã có cái sự khao khát, các anh chị liên tục tiến tới những cái mục tiêu của các anh chị, những cái thứ mà các anh chị đang làm nhát nhát hiện tại có thể chưa thành công nhưng nó là cái nền tảng để các anh chị có được cái thành công. Xong cái Phương bước vô câu lạc bộ, Phương vào câu lạc bộ các anh chị. Và hiện tại này các anh chị, thứ nhất Phương đang làm một cái công việc ngày nào Phương cũng chia sẻ những cái tư duy kiến thức hết liên về giáo dục luôn, anh thấy thấy đúng không? Không đi bán, không đi kinh doanh, đi bán cái sản phẩm gì cả,
chỉ có chia sẻ những cái giá trị cho cộng đồng, đáp ứng được điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai, Phương đang có cái chương trình sách, một thư viện sách buổi sáng đọc sách miễn phí cho tất cả các anh chị. Thấy hay không hả? Online luôn. Ồ hay quá vậy ta. Ừ, thế hay quá luôn các anh chị. Đấy, buổi sáng sớm nó phải là Phương mở ra một cái Zoom sáng đọc sách miễn phí cho tất cả các anh chị không ạ? Hay quá, đáp ứng luôn. Tích, điều kiện thứ hai. Đúng không ạ? À, và ngày xưa là cố gắng đi tìm kiếm là làm yoga. Hiện tại thì cũng là một cái chuyên gia về dinh dưỡng, sức khỏe. Và hỗ trợ rất là nhiều sức khỏe cho cộng đồng luôn. Tích cái thứ ba. Rất là tuyệt vời các anh chị. Và sau khi bước vào câu lạc bộ đúng không ạ? Được tự do thời gian, tự do tài chính, thế chắc vali đi du lịch hoài luôn. Tích tiếp cái thứ tư. Các anh chị, mọi mơ ước tưởng chừng như là bó tay. Phương chả biết cái công việc nào mà thứ nhất là rảnh rảnh rang đúng không, được tự do, rồi đi du lịch tùm lum những cái nơi mà mình thích, rồi được đáp ứng tất cả mọi điều kiện của mình luôn. Khi mà chúng ta viết ra một cái mục tiêu, cái tiêu chuẩn về công việc của các anh chị á, anh chị nghĩ không biết cách nào để làm được luôn, mà chỉ có tiềm thức thôi. Làm sao tiềm thức mà đưa tới Phương tới câu lạc bộ? Anh chị thấy vi diệu không ạ? Và hiện tại Phương đang sống một cái cuộc đời giống như mơ. Và Phương đang làm một cái công việc như Phương đang mơ. Nó tóm gọn lại hết tất cả các yếu tố cần thiết mà Phương đã cố gắng trước đó rất nhiều để tìm kiếm và có nó. Và khi đó thì Phương bước bước vào câu lạc bộ của Phương này. Đây là cái nơi mình cần rồi. Ngay lập tức các anh chị đăng ký trở thành thành viên câu lạc bộ bất chấp mọi thứ. Bất chấp mọi thứ luôn các anh chị. Nên là các anh chị nhớ này, những cái lúc mà các anh chị đang cố gắng làm một cái việc gì đó, nó là cái nền tảng. Và các anh chị biết mà, cái lúc mà từ tháng 1 năm 2020 tới tháng 9 năm 2020, là Phương cũng đã rơi vào những cái vòng luẩn quẩn của tài chính. Phương cũng đã có những cái mà đầu tư không an toàn. Nhưng mà Phương rất biết ơn những cái cơ hội đó luôn. Mặc dù Phương đã không thành công, nhưng mà Phương biết ơn bởi vì nó đã dạy cho Phương cái cách khả năng, một chút khả năng chia sẻ và kết nối. Cái Phương vô câu lạc bộ đúng không? Mọi người cũng chia sẻ giá trị mỗi ngày. Cái Phương thấy nói, wow, những cái thất bại, những cái thứ mà mình nghĩ tưởng chừng như là thất bại, nhưng nó là một cái chút chút tạo ra một cái nền tảng rất tốt và nó lót đường cho mình tới đây. Các anh chị, nó lót đường cho mình tới đây và ngay bây giờ, ngay lúc này, đó là thời điểm chín mùi. Và Phương thấy là Phương vô phát là Phương đáp ứng được luôn cái điều kiện của mình. Công việc trong mơ, chính xác rồi ạ. Vậy thì ngay bây giờ, ngay lúc này, nếu mà các anh chị đang mong muốn thay đổi cái cuộc sống của mình chịu hết nổi cái công việc mà hiện tại, vậy các anh chị phải có cho mình một cái tiêu chuẩn về công việc trong mơ của mình. Các anh chị yên tâm đi, cỡ nào tiềm thức của các anh chị cũng sẽ lót đường cho các anh chị đi. Và tất nhiên các anh chị phải thực sự là toàn tâm toàn ý tiến về nó. Và sao ạ? Ngày xưa cũng rất là thích làm từ thiện các anh chị. Rất thích làm từ thiện. Là sao ạ? Dạy thì bao nhiêu đồng hết á. Học sinh lên mà không có tiền cho hết. Dù không có đủ tiền trả tiền giáo viên trên nước ngoài cũng cho luôn. Và hiện tại công việc của Phương cũng là một cái công việc cống hiến và cho đi cộng đồng rất nhiều. Và có rất là nhiều các cô chú, anh chị, những cái bạn thông qua những cái kênh của Phương, YouTube đúng không ạ, TikTok, và đã ứng dụng những cái kiến thức thành công một cách rực rỡ luôn các anh chị. Mặc dù có thể là họ chưa có biết là bằng cách nào vô Zoom hết, nhưng mà hàng ngày Phương vẫn nhận được rất nhiều những cái lời chia sẻ, những cái tin nhắn họ gửi cho Phương. Họ rất là biết ơn, bởi vì sau khi mà nghe được cái video, những cái chia sẻ của Phương, họ đã được tỉnh thức và họ quay lại cái nguồn cuộc sống. Và các anh chị biết không, thêm một cái yếu tố quan trọng lúc nãy Phương kể nữa,
Hiện tại Phương cũng đang có cái kênh YouTube đúng không ạ? Tạo ra dòng tiền mỗi tháng cho Phương các anh chị. Tạo ra dòng tiền thu nhập thụ động mỗi tháng. Không cần phải cố gắng. Trước đó đi học YouTube quá trời. Vô câu lạc bộ được. Tự nhiên vô câu lạc bộ được được huấn luyện đào tạo luôn. Thế là mình cũng đang có một cái kênh YouTube ngon lành. Khách hàng từ khách hàng thụ động, thu hút khách hàng thụ động và thu hút dòng tiền thụ động mỗi tháng. Sướng không ạ? Ủa đúng là công việc trong mơ luôn các anh chị. Không biết ơn câu lạc bộ lắm lắm. Giống như Phương rớt vô cái chùm hũ gạo đó các anh chị. Có hết tất cả mọi thứ Phương cần ở đây. Nó còn đi đâu nữa. Đây là các anh chị biết mà khi mà các anh chị liên tục có một cái điều mình muốn mà các anh chị liên tục tiến tới nó, các anh chị sẽ dễ dàng nhận thấy liền. Các anh chị tới một cái nơi nào đó, tiềm thức sẽ cho các anh chị nhận biết đó có phải là cái đúng của mình đang khao khát tìm kiếm không. Bao nhiêu anh chị cũng thích công việc trong mơ giống Phương ạ? Cho tiềm thức Phương cái chạm vào tay các anh chị. Đó, các anh chị không phải ra quyết định đi ạ? Sung sướng quá. Sung sướng quá luôn. Công việc không phải chạy vậy ngoài đường. Phương rất là không thích. Bởi vì ngày xưa Phương về nhà, Phương mở trung tâm tiếng Anh. Bởi vì lúc đó Phương đang làm cho một cái công ty giáo dục. Cả cuộc đời Phương là gắn với giáo dục không hả các anh chị? Phương làm cho một cái công ty giáo dục và xử lý những cái hồ sơ visa cho những anh chị, cô chú, những cái bạn học sinh đi du học và du lịch. Và Phương cũng dạy IELTS cho những cái bạn mà muốn đi du học nước ngoài. Nhưng mà lúc đó là đi làm, hồi trước Phương đi làm Sài Gòn á. Đi làm đường kẹt xe rồi này kia, cái Phương không có mê cái công việc đó. Để sau đó thì Phương mới nghỉ việc đó. Phương không có thích là cứ mỗi sáng cũng đi ra đường phải lái xe bụi bặm rồi tiếng còi bíp ồn ào. Trời ơi nó kinh khủng lắm các anh chị, đối với Phương rất là kinh khủng. Cho Phương nghỉ luôn á, nghỉ ngang công việc luôn mà. Bây giờ các anh chị, công việc của Phương nó nhàn nhã. Phương ở nhà ở cái thời điểm nào mà nó đẹp, mà nó trống vắng của cái đường á, là mình có việc mình sẽ lựa chọn cái thời điểm đó mình đi ra đường, tránh tất cả những cái giờ cao điểm, trừ trường hợp bất khả thi quá thì mới đi cái giờ đó thôi. Còn lại đúng không ạ, ví dụ 9-10 giờ là cái lúc mà họ đang đi làm, đường đang vắng, thì mình đi spa. Mình đi tập yoga các anh chị. Đó. Và các anh chị ơi, các anh chị yên tâm đi, những anh chị nào mà học trong chương trình doanh nhân, chiến lược có sẵn. Các anh chị có chiến lược có sẵn để chúng ta có được cái công việc trong mơ của mình. Vi diệu lắm, thật sự chỉ có tiềm thức mới làm thôi. Nhưng mà tiềm thức chỉ làm dựa trên những cái điều, cái mong muốn, cái nguyện vọng mà các anh chị đã truyền cho nó. Chứ chị nhá. Chứ nhiều anh chị nói là gì ạ? Chị muốn thành công và giàu có nhưng mà không biết có được không Phương? Dạ chắc không được đâu chị ơi. Thôi đừng có muốn nữa. Tại vì chị muốn nhưng mà chị đâu có tin vào chị đâu. Chị đâu có tin vào cái khả năng, cái tiềm thức của chị đâu. Cái Phương hỏi chị muốn học chương trình 60 ngày, học cái những cái quy trình khai phá. Cái Phương hỏi là cái mục tiêu của chị sao? Giờ bình thường đi làm công ty có 10 triệu tháng đúng không? Rồi bây giờ chị nói nếu mà được á thì chị muốn càng nhiều càng tốt. Xong nói dạ. Là sao? Ý là chị là sao? Chị muốn bao nhiêu là càng nhiều? Bây giờ tháng 10 triệu, giờ lên 11 triệu chịu không? Thôi 11 triệu không đủ đâu Phương ơi. 15 triệu được không? 15 triệu cũng thấy hơi ít. 20 triệu được không? Càng nhiều càng tốt Phương ơi. Càng nhiều là bao nhiêu các anh chị? Vũ trụ bó tay. Chả biết các anh chị muốn bao nhiêu cả. Cho bao nhiêu cũng không thỏa mãn hết. Tại vì không có nói ra chứ cái điều mình muốn. Mà cứ đại khái nên là bao nhiêu cũng không thỏa mãn. Các chị hiểu không ạ? Đó lý do tại sao mà mỗi tháng mình đều có mục tiêu để các anh chị chạm tới. Và các anh chị làm được tháng này thì các anh chị sẽ có mục tiêu tiếp tháng tới. Có mục tiêu 6 tháng, mục tiêu 1 năm,
bản tầm nhìn. Và chúng ta thành công có nghĩa là chúng ta liên tục phát triển để chạm tới những cái cột mốc mà chúng ta đã đề ra. Đó gọi là thành công. Không có ai thành công, không có mục tiêu cả. Không có ai trở nên giàu có mà không khao khát làm giàu cả. Đúng không các anh chị? Nên nhiều anh chị nói là chị chỉ muốn là công việc kinh doanh của chị nó phát triển để chị kiếm thu nhập cũng được 20-30 triệu một tháng thôi. Các anh chị đâu có khao khát làm giàu. 20-30 triệu làm gì đã giàu. 20-30 triệu chỉ đủ xoay sở cái cuộc sống hiện tại thôi. Không khát khao làm giàu thì làm sao mà có giàu được. Có nghĩa khát khao là các anh chị liên tục tiến tới và đưa cho tiềm thức của mình mỗi ngày cái ý niệm mà các anh chị mong muốn. Và các anh chị phải thể hiện nó ra thành hành động. Đúng không ạ? Cho cái phần này các anh chị. Dạ đúng rồi. 30-40 triệu đâu có đủ. Không đủ xài các anh chị. Một mình Phương mà mỗi tháng vẫn còn hơn con số đó nữa. Mà các anh chị còn có con cái đi học rồi này kia. Đúng rồi. Và nhớ lúc nào mà bạn cố gắng ép buộc tiềm thức làm cái điều gì đó thì bạn sẽ thất bại. Nhiều anh chị là vẽ đường luôn cho tiềm thức chạy luôn. Là sao? Trong bức tranh đó là nói là lợi nhuận này chị chỉ muốn đến từ kinh doanh thôi. Tiền chồng chị cho là không, không được. Không được phải chồng chị cho. Không được từ những cái nguồn khác. Này phải lợi nhuận từ kinh doanh. Chị muốn công việc kinh doanh phát triển. Chị muốn là cái này phải đến từ kinh doanh. Thì các anh chị nói như thế này nè, hay nói gì? Mặc dù là chị đạt được mục tiêu tài chính, nhưng chị chưa đạt được cái lợi nhuận trong kinh doanh như chị muốn. Đó là khi các anh chị đang chưa hiểu cái quyền năng của tiềm thức. Anh chị, bao nhiêu anh chị hiểu cái điều Phương chia sẻ, comment tôi cho Phương thấy ạ. Tiềm năng của ý, quyền năng của ý thức đó là ra quyết định kết quả cuối cùng. Và hãy để cho tiềm thức các anh chị hưởng ứng và chỉ lối. Luôn có con đường tắt nha các anh chị nhé. Mà các anh chị cứ bắt nó là phải đi đúng cái con đường này. Không. Đừng đi con đường. Phải đi đúng cái con đường này để tới cái nơi đó. Và nó đôi khi cái con đường đó nó xa lắm. Tiềm thức các anh chị thông minh lắm. Nó giỏi lắm. Nó giỏi lắm. Mà các anh chị không có sử dụng cái, không có học cái cách để khai phá, để sử dụng cái quyền năng của nó. Đúng không ạ? Đúng không các chị? Đấy nên là ngày xưa khi mà Phương làm quá trời làm, Phương, trong quá trình Phương làm trung tâm, Phương đã cố gắng thử rất là nhiều thứ. Và cuối cùng cái này cái kia nó tới. Và lúc đầu thì mình lo lắng các anh chị. Nhưng mà đâu biết rằng đó là con đường ngắn nhất mà tiềm thức có thể mang tới cho mình, giúp mình có được cái công việc trong mơ đâu. Chứ giờ lúc đó mà làm trung tâm là chỉ có tập trung làm trung tâm thôi. Sao mà làm yoga được, sao mà giúp đỡ cộng đồng được, sao mà dư giả tài chính, sao mà đi du lịch được. Tại vì lúc đó làm trung tâm được, các anh chị cột chân luôn vô trong cái trung tâm luôn. Đi đâu có 2-3 ngày thôi, ở nhà gọi. Không có hở ra được các anh chị. Ngày xưa mình nghĩ là mình làm để đặt làm bà chủ á, là có nhân viên làm á, là mình sẽ có thời gian thảnh thơi. Bao nhiêu anh chị đang có nhân viên làm mà mình phải có mặt ở đó thì khách hàng nó mới tin ạ. Đúng không? Mà có một cái như thế này các anh chị. Giáo viên của Phương cũng xịn xịn lắm. Mình cũng tin tưởng lắm, họ cũng ok lắm. Có cái phụ huynh mà lên đăng ký á, không có mặt mình ở đó, không chịu đăng ký. Phải đòi mình dạy. Tại vì mình đi lên từng nghề, mình là cái người giỏi nhất trong cái lĩnh vực của mình, trong cái công ty, trong cái nơi mình đang làm. Nếu các anh chị là cái người giỏi nhất thì các anh chị không thể nào phát triển nó rộng ra được. Và các anh chị nghĩ là mình cứ làm giỏi đi rồi cái sao ạ? Nếu mà các anh chị không biết cách là nhân bản, không biết cách nhân bản cái bản thân của mình thì mình làm cả đời luôn ấy.
Và trong cái phần này họ nói gì? Nếu như bạn cứ, đây là nhiều nguyên nhân khiến những cái lời cầu nguyện trở nên không thành công. Đó là gì ạ? Mọi chuyện càng ngày càng không tốt hơn. Mình thấy là mình cầu nguyện mãi, mình không thấy câu trả lời. Mình không thấy cái con đường nào phía trước cả. Mình đang rơi vào một cái thế vô vọng. Mình chả biết phải làm gì cả. Mình đang rất là rối trí. Đó là cái cách mà các anh chị đưa cho tiềm thức mình thông tin rằng anh chị nói gì nó nghe đó à. Và hình dung là nếu bạn gọi một chiếc taxi và nói với bác tài rằng tại sao ạ? À, bác tài ơi, tí nữa là ghé qua cho tôi đi đến bãi biển nha. Cái điện hồ nó thôi, biển ngoài đó giờ sóng lắm, chắc không có ai ngoài đó đâu. Cho tôi lên núi đi. Tôi lên núi, lên đó leo cũng hơi mệt. Thôi bác tài, cho tôi đi vô nhà hàng đi, tôi hơi đói. Xong tí nữa, thôi giờ cũng khoái ăn nữa, đang đang chưa vui cũng khoái ăn nữa. Tôi đi uống nước đi. Cái bác tài nói sao ạ? Thôi đi về nhà luôn đi con. Chứ ai rảnh đâu mà cứ hở tí là thay đổi xoành xoạch. Cam kết nha, cam kết là vô 60 ngày, thậm chí vô 60 ngày. Thì cam kết là chị sẽ liên tục học và phát triển. Cứ hôm nay chồng không vui. Thôi em ơi. Thôi chắc chị nghỉ đó. Chứ chị thấy chị làm không nổi. Chị học không nổi, chồng con nói quá. Thôi cho chị nghỉ đi, cho chị rút. Xong rồi cái vài tiếng sau, cái ổn định tinh thần, em ơi, thôi giúp chị đi. Cái tí nữa, cái qua ngày mai, cái nói, dạ, con chị không khỏe. Chị không có thời gian em ơi, chị đi làm nhiều thời gian quá. Chị không biết chị có làm được không. Cái rồi không có làm được luôn. Giống như cái đưa lên cái tài xế taxi gì đó, tìm tất cả anh chị có biết cái gì đâu mà làm. Nó nói tóm lại là chị muốn cái gì. Đúng không? Ăn cơm cũng không chịu ăn, phở không chịu ăn, hủ tiếu không chịu ăn, hải sản không chịu ăn. Thôi cho đói bụng, cho đói luôn. Không nhất quán, dạ đúng rồi. Nên mà những anh chị nào mà chúng ta cứ tới tới lui lui á, hứa mà không làm đó là các anh chị hiểu rồi ha. Tại sao tiềm thức mình nó không hưởng ứng. Mà các anh chị biết rồi hả? Ừ. Mọi thứ là bởi vì các anh chị còn chút một thời gian. Anh chị nào mà chúng ta trước giờ sống rất tích cực, lạc quan, chúng ta có tin tưởng vào khả năng của mình, các anh chị có những cái niềm tin tư duy đúng đắn, nó hướng tới cho các anh chị có được cái cuộc sống tự do, thì các anh chị vô đúng môi trường các anh chị thành công luôn, môi trường dẫn dắt. Còn anh chị nào mà chúng ta thấy cái giai đoạn đầu chúng ta chưa có nhanh, bởi vì chúng ta cần một chút thời gian để hiệu chỉnh cái bên trong của mình. Cỡ nào mà chẳng đi tới đích, trừ khi các anh chị dừng lại và không muốn thôi. Đôi khi các anh chị cứ trách móc làm sao mà người ta ứng dụng mà mới 1 tháng, 2 tháng khi tài chính tăng lên vài chục lần. Mà chị 2 tháng rồi chị chưa thấy gì phương. Chị không thấy chị phát triển lên mỗi ngày sao? Chị có thấy cảm xúc chị tốt lên, mối quan hệ tốt đẹp hơn, nhưng tài chính chị chả thấy gì cả. Tự nhiên đang có kết quả mà đang phủ nhận lại. Đúng không các anh chị? Nhưng mà mình lại không hiểu mình. Mình lại không hiểu trước đó là cái môi trường xung quanh của mình nó quá là không có giàu có. Rồi xuất phát điểm của mình, ba mẹ mình cũng chưa có con đường thành công. Rồi quá nhiều, mình có quá nhiều sự cản trở và những cái niềm tin chưa có ok. Mình cần có một chút thời gian để hiệu chỉnh các anh chị. Mà mình lại không công nhận chính mình, mà các anh chị đi phản lại những cái thành công hiện tại mình đang có. Thì làm sao mà các anh chị bên trong nó hậu thuẫn cho mình được. Được không các anh chị ơi? Bao nhiêu anh chị hiểu cái điều này à? Nếu các anh chị hiểu được chính mình á, đó lý do tại sao mà gì? Biết mình biết ta tâm trăm tận tâm thắng. Biết được mình như thế nào và mình phải kiên định với, gọi là phải kiên trì, phải kiên nhẫn với chính mình chứ.
đâu phải ai giống ai đâu, đừng có nhìn qua núi này, đang đứng núi này mà trông qua núi kia. Hãy leo lên cái đỉnh mình đã chặn mỗi ngày. Là cái mục tiêu của các anh chị đấy. Được không các anh chị ơi? Đúng rồi. Rồi trong cái phần này người ta dùng, người ta qua cái trang mà 182 các anh chị, hãy dùng sức tưởng tượng, không dùng cái gọi là không phải dùng sức mạnh của lý trí, của ý chí. Và các anh chị như này nè, giống như ở trong này tác giả đưa ra một cái đưa ra một cái lời gọi là một cái câu chuyện là sao ạ? Nếu như mà bạn cho anh chị đi trên một cái tấm ván đúng không? Cho anh chị đi trên một cái tấm ván mà tấm ván nó rất là mỏng, rất là nhỏ, mà để dưới sát cái mặt đất á, thì các anh chị đi vô tư, đã suy nghĩ gì cả. Nhưng đưa cái tấm ván đó lên một cái là nó cao lên á, gác ngang giữa hai cái tòa nhà. Mặc dù các anh chị rất khao khát muốn đi qua, nhưng bên trong hình dung tưởng tượng các anh chị là sao hả? Đi qua cái tấm ván mà nó chỉ ở nó mỏng quá, mà nó cao, hai cái tòa nhà bắc ngang qua hai tòa nhà cao như vậy, đi lỡ mình trượt cái chân phát rồi giờ sao? Có nghĩa trong đầu các anh chị luôn có cái hình ảnh bị trượt chân, và lỡ đâu mà nó rớt xuống thì có kết cục như thế nào? Thì tại sao các anh chị lại thường xuyên có quá nhiều nỗi sợ ạ? Chưa làm mà đã sợ rồi. Có nghĩa là các anh chị đã dùng những cái trải nghiệm trong quá khứ. Có thể là các anh chị đã dùng những cái mà mình đã nhìn thấy. Có thể là chưa phải là trải nghiệm, nhưng mà những cái thứ mà mình đã nhìn thấy là kinh doanh là ghê lắm. Đúng không? Cái ai mấy ông mấy bà này kinh doanh cũng thất bại hết. Ba mẹ mình cũng làm không thành công, trước đó mình cũng làm quá trời. Mình cũng vô là bán hàng, mình cũng làm quá trời, mình cũng không có thành công. Bây giờ thôi, ở yên, đi làm lương cố định cho xong. Tại vì nghĩ tới kinh doanh đó, các anh chị không có nhìn thấy kết quả luôn. Mà các anh chị sao ạ? Những cái hình ảnh mà nó đã có sẵn trong đầu các anh chị, những cái hình dung tưởng tượng làm cho các anh chị sợ. Sợ lắm. Đúng không? Sao các anh chị sợ? Sợ bởi vì mình nói ngày nào mình cũng tuyên bố là tôi là phải thành công, tôi là phải giàu có, mà bên trong cái nỗi sợ nó lớn quá các anh chị, cái hình dung tưởng tượng các anh chị về cái sự thất bại nó lớn quá, chứ là cái đó nó thắng đó. Nên là ở trong này người ta hay nói là gì, hãy dùng sức tưởng tượng. Nếu mà sức tưởng tượng các anh chị đúng không ạ, hợp nhất với lại cái điều các anh chị mong muốn, thì các anh chị sẽ thắng, thì các anh chị sẽ tiến tới và tiềm thức sẽ hưởng ứng mạnh mẽ cái mục tiêu. Nên là trong cái bước ứng dụng luật hấp dẫn sức mạnh tiềm thức, các anh chị có cái khâu hình dung tưởng tượng, đúng không? Đó, và như anh chị khi mà chúng ta hình dung tưởng tượng cái mục tiêu của mình cực kỳ cảm xúc luôn ạ. Mình nhìn thấy rõ luôn cái bức tranh tài chính, bức tranh thành công của mình rồi, comment tôi cho Phương thấy đi ạ. Các anh chị nào mình thấy mình đang còn rất là mông lung luôn, mặc dù mình rất khao khát thành công, nhưng mà sao mình thấy hoang mang quá, chả biết mình có đi tới đích không. Mặc dù mỗi ngày học kiến thức rất hay, thậm chí giờ cả vô cả 60 ngày rồi, mà ngày nào cũng hình dung tới những cái điều không vui mà. Thì biết tại sao mình chưa có kết quả, tại sao lời cầu nguyện của mình chưa có thành hiện thực, đúng không ạ? Chưa rõ, nhưng mà chỉ có đã có định hướng, đã có chiến lược rồi, và hãy hành động dựa trên cái chiến lược đó. Và tất nhiên đâu có ai bước lên một cái cầu thang mà nhìn thấy được toàn bộ cái cầu thang, mà hãy bước, nếu đã có cầu thang rồi thì hãy bước. Chứ Phương cũng vậy thôi các anh chị, chỉ nhìn thấy cái cầu, đúng không ạ? Đã có chiến lược câu lạc bộ là các anh chị học doanh nhân á, là đã ra vạch sẵn cho các anh chị chiến lược, xu hướng, tầm nhìn, và bắt đầu có thể các anh chị
đang mới bắt đầu chưa có giỏi, thì mình cảm thấy ôi mình sao mình làm mà nó chưa có ra được như ý của mình thì cũng hơi hoang mang. Nhưng mà các anh chị vẫn phải bước tiếp chứ, tại vì đâu có ai làm cái điều gì mới đầu tiên làm liền là nó giỏi liền đâu, nó thành công liền đâu các anh chị. Mình có chút thời gian là cứ tin, cứ kiên kiên trì kiên định được, liên tục tiến tới. Được không các anh chị ơi? Được không ạ? Bao nhiêu anh chị sẽ liên tục kiên định, kiên trì tiến tới cái mục tiêu của mình? Comment tôi cho Phương thấy đi ạ. Miễn là sao các anh chị không bỏ cuộc. Tại sao ạ? Bỏ cuộc là mình nằm chỏng chỏng mơ, và mình sẽ nhìn vào quá khứ. Tại vì mình không tiến tới, mình đâu có cái gì để nhìn lên. Mình cứ nhìn về cái lúc mà mình đang chưa vui, chưa khỏe, tài chính, rồi con cái tùm lum tà la, rồi mối quan hệ từ lưa tà la ở phía sau. Và các anh chị nằm đó để làm được cái gì? Không làm được gì. Mình chỉ có một lựa chọn với các anh chị. Hãy nói với chính mình rằng một con đường thôi, là chỉ tới đích thôi ạ. Chỉ có đúng một con đường đó là phải đi và tới đích thôi, chứ còn không con đường nào hết trơn. Trong cái phần này tác giả nói là gì? Quả thật ta nói, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin, thì cha ở trên trời sẽ đáp ứng. Hay ha. Hồi trước đọc mãi phần này chả biết đâu các anh chị. Thì vô coi lạc bộ á, nghe các doanh nhân phân tích á, mình mới hiểu. Anh chị hiểu cái phần này như thế nào? Hai người ở là ai? Hai người ở dưới đất là ai? Và nhiều anh chị nói là thuận vợ thuận chồng, là hai người, là một chồng một vợ là hai người á. Hai người là ai đó các anh chị? Dạ đúng rồi, là mình và chính mình ấy, là ý thức và tiềm thức của mình, mà nó không có thuận nhau á, đúng không ạ? Đứa này muốn cái này, đứa kia lại nói không được đâu, sao mà được. Đứa này thì muốn đi lên, đứa kia thì nó kéo xuống. Vì vậy nên các anh chị sao ạ? Mặc dù các anh chị cố gắng kinh doanh nhiều lắm, chăm chỉ lắm, nhưng cái bên trong cái niềm tin các anh chị mà bị cài đặt, những cái niềm tin chưa đúng, đúng rồi, mâu thuẫn nội tâm. Có người chị nói là chỉ làm bên nha khoa. Thế các anh chị biết mà, ý thức thì rất là muốn giàu nhờ cái công việc nha khoa. Nhưng bên trong thì nói rằng gì á, nếu mà mình muốn giàu á thì mình phải này kia tí. Chứ còn mà mình làm thiệt, làm mà nó đúng quá, nó hợp tình hợp lý quá, chả bao giờ làm giàu được Phương ạ. Mấy cái người giàu á là phải phải lương lẹo, phải này kia tí, phải tư vấn khách hàng này kia tí thì may ra mới giàu. Trời ơi, nhưng mà bên trong chị cảm thấy không vui, chị không thích làm cái điều đó. Thế làm hoài luôn, cái công việc kinh doanh nó cứ tèn 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 dựng chân, cứ đi xuống hoài. Hiểu tại sao mà bên mình, mặc dù mình cố gắng mình cày cả ngày cả đêm, nhưng ở bên trong không biết mình tin cái gì cả. Mình tin cái niềm tin nó không đúng đắn và không hỗ trợ. Thì cái ở bên trong 90% là các anh chị, cỡ nào nó cũng thắng các anh chị, nhớ à, cỡ nào tiềm thức nó cũng thắng. Nên là những cái mục tiêu thầy Tony Robbins nói là gì ạ? Nếu như mà mục tiêu của bạn không nằm sâu bên trong tầng tiềm thức của bạn, bạn không bao giờ đạt được nó đâu. Đó là lý do tại sao mà các anh chị làm mục tiêu là làm bài thôi miên, các anh chị phải làm quy trình khai phá, các anh chị làm quy trình vượt ngưỡng, các anh chị làm quy trình để cài nó vô trong tiềm thức. Rồi các anh chị mỗi ngày
tuyên bố ám thị lặp đi lặp lại. Đôi khi các anh chị tuyên bố 17 tư duy triệu phú, ngày nào cũng tuyên bố, nhưng chắc gì nó đã nằm trong tiềm thức của các anh chị, đúng không ạ? Chưa chắc đâu nha, chưa chắc là nói là tôi là có tư duy triệu phú. Nhưng mà xem nè, tiền của mình về á đã trích ra đầu tư cho gia tăng tài sản chưa, hay là tiền mỗi ngày mỗi tháng về cái cũng xoay vòng hết tháng này hết luôn, vô học câu lạc bộ rồi mà chưa tích góp được cái đồng nào mấy tháng rồi, lo là chị dọn lo lo có còn nhiều tiền, tiền trả ngân hàng rồi tiền trả này kia rồi tiền con tiền cái, chị làm gì có tiền dư đâu mà tích góp. Rồi nói là tôi là nhà quản lý tiền xuất sắc, chị có tiền đâu mà quản lý, tôi từ từ đã học rồi, chờ khi mà chị có nhiều tiền rồi chị mới học, chị phải bán được miếng đất này chị mới có tiền, chị mới vô học quản lý tiền, chị mới vô học 60 ngày và học doanh nhân, chị phải có tiền chị mới kinh doanh, giờ không có tiền không có vốn không kinh doanh. Nhưng mà ngày xưa các anh chị Phương hiểu nôm na thế này, giờ mình không kinh doanh, mình không có tiền mình không kinh doanh, giờ không kinh doanh không có tiền luôn. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình không kinh doanh là sau này mình chả có tiền luôn. Mà ví dụ như bây giờ mình kinh doanh, có thể ban đầu mình chưa có nhiều tiền, nhưng mà sau này mình phát triển lên, mình giỏi lên thì mình sẽ có tiền. Cái niềm tin nó đơn giản vậy thôi. Thế là tận dụng mọi điều kiện có thể, mọi nguồn lực có thể để mình bước chân vào kinh doanh. Có nhiều anh chị nói là chị muốn lắm, chị muốn học kinh doanh, chị không có tiền học. Nhưng chị không học là không làm được luôn. Không không học là không kinh doanh thành công luôn. Đúng không các anh chị ơi? Chúng ta không hiểu theo cái vế ngược lại. Mà bởi vì mình nói khi nào chị có tiền chị mới học. Nhưng mà chả mình không học mình chả khi nào có tiền. Tại vì mình nếu mà mình đã không học mà mình có nhiều tiền rồi thì bây giờ mình không đang trong cái tình trạng loay hoay. Tại vì mình đã sống qua mấy chục năm rồi. Chứ không phải mình mới ra trường. Mình không nói mấy bạn sinh viên mới ra trường, đúng không ạ? Mà mình đã đi làm một cái công việc đó mấy chục năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm, thậm chí có nhiều cô chú là tới 60, 70 tuổi rồi, bảy mấy tuổi rồi vẫn đang còn học ở đây. Thì bởi vì trước giờ là sao ạ? Dạ đúng rồi đó, trước giờ mình nghĩ mình không có tiền để học kinh doanh, thế mình cứ làm theo bản, chờ khi nào mình có tiền mình mới học. Nhưng mà bây giờ mình không học cái mình chả bao giờ có tiền luôn. Mặc dù có những lúc có tiền nhưng bây giờ vẫn không, cái cục vẫn là không có tiền. Vậy thì chúng ta phải đi vế ngược lại. Các anh chị, giờ nếu mà các anh chị đang loay hoay tài chính không có tiền, càng phải học phát triển như các anh chị. Cần phải phát triển mạnh mẽ hơn. Còn phải chăm chút cho cái đầu của mình, cho cái trí tuệ của mình. Các anh chị có đồng ý với Phương mà. Tất cả mọi thứ, vấn đề đều đến từ, đến từ đâu các anh chị ơi? Đúng rồi. Đến từ sự hiểu biết và tình yêu thương, đúng không ạ? Ừ. Rồi, ok ha. Các anh chị nào muốn chia sẻ không? Các anh chị nào có muốn chia sẻ cái trải nghiệm thành công của mình là khi mà mình trước đó mình cứ làm hoài và bây giờ tự nhiên mình học ra cái mình thay đổi mình. Rồi, thấy có chị Nguyễn Hằng giơ tay không? Và chị Nguyễn Hằng có thể bật mic lên, chị Nguyễn Hằng chia sẻ xem. Khi mà chị đã thay đổi về cái mặt suy nghĩ, niềm tin, tư duy thì chị đã có kết quả như thế nào? Hằng xin chào doanh nhân Trịnh Phương đã cho Hằng lên chia sẻ ngày hôm nay. Lời đầu tiên, Hằng xin chúc các cô chú, các anh chị, xin chúc cả nhà một ngày mới tràn đầy năng lượng. Hằng vô cùng hạnh phúc và biết ơn doanh nhân Chủ tịch Trịnh Huy đã tạo cho chúng ta một cái môi trường rất là tuyệt vời để Hằng là một trong những cái người được nhận những cái trí tuệ, những cái tuyệt vời trong cuộc sống, và biết ơn doanh nhân Trịnh Phương, Trịnh Thoa hàng ngày luôn đồng hành cùng nhóm, chia sẻ trao những cái giá trị rất là tuyệt vời.
Biết ơn tất cả các doanh nhân trong câu lạc bộ và đặc biệt là doanh nhân em Vũ Hoa đã gieo duyên cho Hằng biết đến câu lạc bộ bằng một cái tin nhắn. Thực sự Hằng vô cùng hạnh phúc và biết ơn, và Hằng xin chia sẻ cái thành công của mình. Về con cái thì vô cùng là tuyệt vời các anh chị ạ. Từ một đứa trẻ không kết nối được với con, và con nói rằng con vô cùng hạnh phúc và biết ơn khi con được làm con của mẹ. Và ngày hôm kia Hằng có chia sẻ video lên Facebook và Zalo thì con comment là mẹ thật tuyệt. Thực sự Hằng vô cùng hạnh phúc. Và còn về cái việc ví dụ như là đi offline tại Sài Gòn ấy, Hằng vô cùng là khát khao. Hằng xác quyết cái mục tiêu của mình là bằng giá nào mình cũng phải đi. Hằng xin chồng thì chồng chưa cho đi, và Hằng luôn nghĩ rằng là kiểu gì mình cũng phải đi. Chồng không cho đi mình cũng phải đi, bởi vì mình không còn con đường dừng lại nữa rồi. Mình đã lựa chọn và mình đã tìm ra cái sứ mệnh của mình. Cho nên là Hằng phải đi, không thì không có gì thay đổi cả. 21 năm công tác của Hằng, lương chỉ có hơn 8 triệu thôi anh chị. Và từ khi biết đến câu lạc bộ, Hằng đã có thu nhập tăng lên. Có tháng gấp 3 lần, có tháng gấp 5 lần, có tháng gấp 7 lần. Thực sự vô cùng là biết ơn cái môi trường này. Và Hằng đã chuyển khoản đăng ký vé VIP đi offline từ trước Tết. Lúc đấy bảo kiểu gì mình cũng phải đi. Và đến hôm kia thì chồng Hằng đã đồng ý. Thì mình đi nó sẽ thoải mái hơn. Thật sự vô cùng là tuyệt vời khi mình có một cái niềm tin và mình xác quyết về cái mục tiêu của mình. Khi Hằng biết đến cái môi trường này chỉ có 2 ngày thôi, thì Hằng đã ra quyết định là mình phải vào doanh nhân. Và vào khóa doanh nhân thì mình được tặng khóa 60 ngày và được học trọn đời, không ở cái môi trường nào có cả. Và vào học thì Hằng được vào cái quy trình điểm C, quy trình cá chép hóa rồng. Hằng đã tự tin và mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Hằng đã có những cái mục tiêu ngắn hạn, dài hạn cho mình. Và Hằng cũng đã chia sẻ, giúp đỡ được rất là nhiều anh chị đồng hành cùng mình, nhận được rất là nhiều giá trị. Hằng vô cùng là biết ơn cái môi trường này. Còn về sức khỏe thì từ khi biết đến câu lạc bộ đến nay là được 7 tháng. Ngày nào cũng vào ít nhất là 3 Zoom, 4 Zoom. Thức khuya dậy sớm nhưng vẫn rất là năng lượng. Và trong môi trường này, Hằng nhận thấy rằng đây chính là cái con đường mà mình đã đi tìm từ lâu rồi. Trong đây có tất cả mọi thứ mà mình đi tìm. Về sức khỏe, về mối quan hệ, về tài chính. Nhưng về con cái ấy, thì Chủ tịch Phương cũng hay nói là mình có cái gì thì mình mới cho đi được cái đó. Cha mẹ chúng ta rất là yêu thương mình nhưng mà lại không biết cách thể hiện. Nên mình không cảm nhận được điều đó, và mình cũng không có điều đó để mà cho con. Và hàng ngày được học tập cùng câu lạc bộ, Hằng cảm nhận được cái khi nói chuyện với con ấy, Hằng cảm nhận được cái thực sự mình hạnh phúc từ bên trong mình khi mình nói chuyện với con các anh chị ạ. Thực sự nó rất là nhiều điều tuyệt vời, Hằng rất là muốn chia sẻ. Trong thời gian thì có hạn, Hằng xin chia sẻ như vậy. Và cái kết quả của Hằng cũng không phải là điển hình, và rất nhiều anh chị thành công. Nên là Hằng cam kết với chính mình là mình phải đồng hành cùng với câu lạc bộ để mình có được những cái điều mình mong muốn. Mình được tự do tài chính, tự do thời gian. Hằng xin cảm ơn cả nhà đã lắng nghe. Xin cảm ơn doanh nhân em Trịnh Phương đã cho chị chia sẻ. Cảm ơn cả nhà. Nghe chị cảm thấy quá là tuyệt vời. Xin chúc mừng thành công của chị Nguyễn Hằng quá trọn vẹn luôn các anh chị. Cả mối quan hệ giữa chồng con đúng không ạ, về sức khỏe. Và bao nhiêu anh chị cũng mong muốn là sao ạ, mình sau quá trình là chị Hằng đồng hành với câu lạc bộ là 7 tháng đó các anh chị, và bắt đầu thay đổi những cái tư duy niềm tin đúng không ạ, thay đổi được cái cảm xúc ở bên trong, cảm xúc với chính mình, cái tình yêu đối với chính mình. Và bao nhiêu anh chị cũng mong muốn là tài chính của mình cũng phải tăng gấp 5, gấp 7 lần như vậy, thì hãy high five với chính mình và nói rằng tôi là doanh nhân chạm tay hóa văn. Yes. Xin chúc mừng chị Nguyễn Hằng ha, quá tuyệt vời luôn. Đó là cái một cái hành động mà là tin
một cái hành động là nó nói về niềm tin đó các anh chị. Và nhiều anh chị nói là chị phải đi offline, nhưng mà đợi đợi chị khi nào chị sẵn sàng, khi nào chị thuyết phục chồng của chị rồi chị mới đi. Nhưng mà không, đó là niềm tin là phải sao, cỡ nào cũng phải làm được. Thế là sao đi offline là chị Hằng là sao đăng ký đi vé VIP luôn, đăng ký thành công luôn, nhưng mà lúc đó chồng chưa ủng hộ. Nhưng mà mình nói không, cỡ nào cũng đi, thế bây giờ tự chồng cho đi luôn các anh chị. Đó là gì á? Đó là bên trong cái sự khao khát của mình nó thắng cái niềm tin và cái khao khát mà các anh chị đã truyền được cho tiềm thức, lay chuyển cả thế giới các anh chị, đúng không ạ? Và các anh chị đợi mọi tình huống nó diễn ra thuận lợi để mình làm, nhưng mà chả bao giờ thuận lợi đâu các anh chị, nhớ không? Nó thuận lợi từ khi là mình bắt đầu vào làm thôi, bắt đầu vào hành động thôi. Và bây giờ tới khi mà mình sẵn sàng thì bây giờ đã hết rồi. Dạ, đóng vé offline rồi. Nên là chúc mừng tất cả những anh chị nào đã chúng ta đăng ký thành công chương trình offline câu lạc bộ ha. Và hẹn các anh chị sắp tới. Những anh chị nào mà chúng ta học chương trình offline thì Phương sẽ hẹn các anh chị một cái buổi gần nhất để chúng ta chia sẻ cái sự chuẩn bị cho các anh chị đi offline và chuẩn bị làm những cái quy trình hoặc là chuẩn bị những cái gì cho nó gọi là chuẩn chỉnh nhất. Còn lại những anh chị nào mà chúng ta chưa kịp đăng ký thì hẹn các anh chị một cái dịp sau không có hạn định, không có thời gian, có thể là sang năm. Đấy. Có nhiều anh chị thậm chí ở trong Nam luôn, trong Sài Gòn luôn, mà các anh chị vẫn không có tận dụng được cái cơ hội. Có nhiều người họ bay từ nước ngoài về, Hàn Quốc, Malaysia về, đúng không? Sài Gòn, Lào Cai, ít ít tích một thôi họ cũng bay vô được. Thì nó không phải đến từ cái việc mà chúng ta thuận tiện chúng ta làm, mà nó đến từ cái việc là các anh chị mong muốn cái điều đó như thế nào. Được không các anh chị ơi? Ha, có phải là như vậy không ạ? Chứ không phải là chúng ta không có tiếc nuối những gì chúng ta làm, mà chúng ta lại tiếc nuối những gì chúng ta bỏ lỡ, các anh chị. Chúng ta chưa kịp làm. Chờ hết sang một năm luôn. Một năm đó thì khi mà mình, có nghĩa là cái chương trình offline thực ra chị chủ yếu làm quy trình với các anh chị, để các anh chị hiểu về chính mình, kết nối, hòa hợp, yêu thương với chính mình và khai phá được sức mạnh bên trong của mình. Thì khi mình hiểu về chính mình rồi thì làm gì mà chả thắng các anh chị. Có tư duy, kiến thức đúng, tầm nhìn đúng thì làm gì chả thắng. Nó không phải là mình nói là ồ mình đăng ký vô để mình làm này làm kia, nhưng mà làm gì đối với liên quan tới cái cơ thể này là đều thắng hết. Đúng không ạ? Liên quan tới cái trí tuệ và sức khỏe của mình thì cỡ nào nó cũng là cái đầu tư thông minh, đầu tư tuyệt vời nhất, đúng không các chị ơi? Ha. Đó, nên là các anh chị sẽ luôn đầu tư, không đầu tư vào công việc bằng cái sự đầu tư của cho chính cá nhân của mình. Chúng ta học tập mỗi ngày ấy, các anh chị nhớ là chúng ta đầu tư cho cái cá nhân của mình nhiều hơn là cái công việc của mình, thì các anh chị sẽ luôn thành công. Nhiều anh chị là bởi vì chúng ta học rất là gọi là sao ở đi công việc đó, các anh chị là đi học tất cả những cái cần thiết cho công việc, còn lại cái việc mà phát triển giá trị của mình thì không phát triển. Thế cho đến khi bây giờ thị trường đó các anh chị, và chủ tịch Trịnh Huy có nói đúng không ạ, sa thải hàng loạt nhân viên. Thế là mình đầu tư quá trời vào cái công việc đó và bây giờ mình bị sa thải. Thế bây giờ mình cũng phải làm lại từ đầu. Vậy thì khi các anh chị đây đầu tư cho cái này thì dù cho các anh chị đi đâu chúng ta cũng kiếm được rất nhiều tiền. Tại vì ở đây là cái cửa hàng di động rồi, cái máy tính, cái con chip di động rồi, đúng không các anh chị? Đúng không ạ? Đó, mình đi đâu mình cũng biết, khi mà các anh chị có kỹ năng giỏi bán hàng, biết sử dụng tiềm thức thì các anh chị bán cái gì mà chả thành công. Chứ không phải ăn rồi ngày nào các anh chị cũng đi học sản phẩm hết trơn á. Chị đang học sản phẩm, học quy trình, học chức năng. Sản phẩm bây giờ người ta lên Google gõ cái có thông tin của các anh chị. Các anh chị phải học cái để làm sao chúng ta biết bán cái sản phẩm đó mới là cái vấn đề đó. Biết xây dựng kênh marketing thu hút khách hàng thì đó mới là cái mà chúng ta cần học. Chứ còn cái ngày nào cứ đi học sản phẩm không mà không biết bán hàng. Học sản phẩm mà chưa bao giờ lại dám livestream. Chưa có cái những cái kênh marketing luôn. Không biết học sản phẩm xong bán cho ai. Quần quần chỉ bán cho người quen thôi mà.
nó thực tế luôn á các anh chị, thiệt luôn á. Có nhiều chị kinh doanh hơn 1 năm trời mà bây giờ nó sao, chị chưa bán được cho bao nhiêu hết, chủ yếu là chị bán cho những người thân quen, họ biết biết chị, chưa có kênh marketing luôn, chưa có kênh TikTok, chưa có kênh YouTube, chưa có tạo được cái thương hiệu ở tất cả các kênh luôn, có gì hết trơn á, rồi bán cái gì đây, sao chị bán mãi không được sản phẩm, được không các anh chị? Nên là chúng ta cần phải hiểu đúng á, thì các anh chị sẽ rất là thành công, đầu tư cho chính bản thân. Sản phẩm thì đã có công ty đầu tư rồi mà đâu cần đầu tư các anh chị, đúng không? Nếu mà anh chị nào đang bán hàng, ok ha. Rồi hôm nay thì giờ chúng ta sẽ dừng ở đây, mai chúng ta lại tiếp tục phân tích tiếp. Rất là biết ơn sự chia sẻ của chị Hằng, và chúc cho chị Hằng sắp tới sẽ hoàn thành xuất sắc tất cả các mục tiêu của mình đặt ra, và luôn tiến tới những cái sứ mệnh và những cái con đường mà chị đã lựa chọn ha. Yes. Bây giờ chị cảm thấy kiến thức ngày hôm nay rất là tuyệt vời, thì hãy comment siêu tuyệt vời cho Phương thấy ạ. Nhờ các anh chị sẽ chia sẻ những cái giá trị này cho những cái người bạn, người thân của mình ha. Ừ. Còn tất nhiên là các anh chị không phải mỗi là các anh chị không đăng ký offline là không đi học nữa. Chúng ta vẫn học chương trình 60 ngày. Yên tâm, chương trình 60 ngày vẫn học hàng ngày các anh chị. Chỉ có cái là quy trình offline là chúng ta chưa được làm những cái quy trình thôi. Chứ còn các anh chị vẫn học, và trong chương trình 60 ngày thì chúng ta vẫn có những cái quy trình và các anh chị vượt ngưỡng, quy trình cá chép hóa rồng hoặc là những cái quy trình mà giúp cho các anh chị vượt ngưỡng, nên yên tâm. Quan trọng là hành trình, nó không phải là 2 3 ngày mà nó là hành trình. Nên các anh chị nào mà học về kinh doanh, học về bán hàng thì học về marketing, học về chương trình doanh nhân chạm tay hóa vàng, được không ạ? Học càng sớm thì thành công càng sớm, thế thôi ạ nha. Rồi ok các anh chị, chúng ta sẽ dừng buổi sáng ngày hôm nay ở đây. Và bây giờ các anh chị lấy sổ ra, chúng ta thực hành quy trình phép màu. Rồi, xin nhờ các trưởng nhóm gửi cái câu nói phép màu thu hút tiền bạc và mục tiêu cho 24 hoặc 48 giờ tới vào trong nhóm nào. Các anh chị sẽ cùng vào nhóm lấy cái câu nói phép màu. Và các anh chị sẽ thực hành lòng biết ơn ít nhất 10 điều biết ơn. Biết ơn những gì mình đã có, mình đang có, và biết ơn cái mục tiêu mà mình hướng tới mỗi ngày. Ok ha. Đây, rất là cảm ơn tất cả các anh chị.